đặc biệt là thời đại này trong thời đại này người bình thường tâm tính sốc nổi rất dễ bị kích động lời nói của chúng ta không cẩn thận một tí ta có lỗi với họ thì phiền phức liền đến ngay cho nên đặc biệt chú ý phải cẩn thận Trước đây quan hệ luân lý Hiện nay mọi người đều không coi trọng nữa rồi Chúng ta cũng không nên kỳ vọng vào đây Cha mẹ phải cách sáo với con cái Hiện nay là thời đại khác rồi Phải xem con cái giống như bạn bè vậy Cái này thầy cũng phải khách sáo với đệ tử Cũng phải xem đệ tử giống như bạn bè vậy Xem như đồng tu không nên dùng cái thái độ luân lý trước đây để ứng xử Nguyên nhân do đâu vậy? Người hiện nay không được tiếp nhận để giáo dục luân lý của thời trước Thế hệ này của chúng ta được tiếp nhận Hiện nay thế hệ này chưa được tiếp nhận Chúng ta không thể dùng tiêu chuẩn của mình để ứng xử với họ Vậy thì ở trong đây liền có xung đột Sẽ có ranh giới Sẽ có vấn đề cho nên chúng ta nhất định ở đâu cũng phải xem hiện thực phải xem xã hội hiện tại phải xem quan điểm của thế hệ trẻ cách nhìn cách nghĩ của họ chúng ta phải để họ hướng dẫn hòa cùng giống như họ vậy là xong ngay vậy mới được cho nên đây là cách độ chúng sanh trong phật pháp phật ở chỗ này chỉ dạy vô cùng quan trọng mạc tương di lệ đây chính là điều mà chúng ta vừa mới nói chúng ta cần phải bỏ tiêu chuẩn của mình đi tôi trước đây khi theo thầy học đạo thầy lý thường hay dạy chúng tôi chúng tôi học phật Đúng là phải quy lại cúi đầu để cầu Phật Pháp Mới cầu được Tương lai các anh phải đem Phật Pháp giới thiệu cho chúng sanh Nếu như đợi người khác cúi đầu giái lại cầu bạn Thì một người cũng không có đâu Thật vậy Thế phải làm sao đây Chúng ta ngược lại phải cúi đầu giái lại mà tặng Người ta cũng chỉ chắc nhận nữa Thật sự là như thế Tịnh độ chúng ta ngày nay cúi đầu giái lại đem Phật Pháp tặng cho mọi người Nhất định phải hiểu được cái thời đại này Phải hiểu rõ chúng sanh trong thời đại này Bạn mới có thể đem Phật Pháp Giới thiệu cho họ Mới có thể dần dần khiến họ giác ngộ Để họ có được lợi ích chân thực Từ trong Phật Pháp